Tới đây cái gì cũng phải xếp hàng, mà lại rất vui. Nơi đây mãi mãi là mùa xuân, ta về giáo điểm tin mừng. Ở nơi đây có những em bé, nơi đây con, nơi đây con. Ở đây có những em bé, con tên gì? Con tên là Nguyễn Minh Khang. Con có gì đây? Tiền. Con có tiền. Tiền cho ai? Tiền cho các bạn nghèo. Rồi, cho mời chàng phó tay. Còn con tên gì? Tên con gì? Tên con là gì? Cô Trẻ. Có cái gì đây? Có cổ con heo. Heo cho ai? Cho cha. Cha cho ai? Cho người nghèo. Rồi, cảm ơn hai con. Đấy, ta về giáo điểm tin mừng để chứng kiến là đứa bé 3 tuổi, đứa bé 4 tuổi cũng biết chia sẻ cho người nghèo, và một người chị em cũng biết chia sẻ.